Hi, chào mừng anh em quay trở lại với channel OV Dragon. Anh em đừng quên là bên mình có cung cấp tài khoản chat GPT chính chủ để phục vụ anh em học tập và làm việc với giá cực tốt. Link mình để ở phần mô tả dưới video này. Quay trở lại với video, Super Dragon Hero là một bộ ngoại truyện dùng để quảng cáo tựa game cùng tên. Phần ngoại truyện này đã thu hút được lượng lớn fan yêu thích Pyrom, bởi nó có sự xuất hiện của nhiều nhân vật mạnh mẽ trong các series Dragon. Các nhân vật mới cũng được xây dựng cực kỳ xuất sắc về cả khía cạnh sức mạnh lẫn tính cách. Hôm nay, OV Dragon sẽ thực hiện một series tóm tắt Super Dragon Ball Hero, rất mong anh em ủng hộ. Tóm tắt Super Dragon Ball Hero, cuộc chiến ở hành tinh ngục tù, tập 1 đến 6. Tập 1 mang tên Goku vs Goku. Ở hành tinh của Beerus, Goku và Vegeta đang tập luyện với thiên sứ Whis. Như mọi khi, cả hai không đủ tuổi để chiến đấu với một vị thần quyền năng như vậy. Đang ăn hành thì có người chạy tới, thì ra đó là Mai. Cô ấy đến báo tin, Trunks tương lai đã biến mất, có một người khác cũng xuất hiện. Hắn ta tên là Fu, gã này tiết lộ Trunks đang gặp rắc rối tại một nơi được gọi là hành tinh ngục tù. Nơi này tập hợp tất cả cá thể nguy hiểm nhất đa vũ trụ. Fu cả khịa rằng nếu anh khỉ và anh rau không đến cứu thì Future Trunks sẽ sớm được nhận một vé đi du lịch địa phủ không khứ hồi. Goku và Vegeta nghe xong thì tỏ vẻ lo lắng. Anh rau tức giận với lúc nào Future Trunks cũng mang đến rắc rối cho họ. Lần trước là tên Black Goku, lần này lại là hành tinh ngục tù gì đó. Whis cũng cảm thán, thiên phu lúc nãy khiến vị thiên sứ này rất khó chịu. Xin nhờ Mai một điều gì đó. Tại hành tinh ngục tù, Goku, Vegeta và Mai đã dùng dịch chuyển tức thời để đến đó. Ngay lập tức, một Son Goku khác bay về phía họ, đó chính là Goku Seno. Phu cũng xuất hiện sau lưng. Điều này khiến Goku Seno nghĩ anh khỉ và anh rau là đàn em của Phu. Các phe đằng đằng sát khí, Goku Seno biến thành Super Saiyan 4 tung đấm vào Goku, bố anh khỉ phải biến thành Super Saiyan Blue để đỡ đòn. Tuy đều là Goku, nhưng phiên bản Seno đang có lợi thế hơn so với Goku của dòng thời gian chính. Zeno đánh Goku văng ra, anh ta tiếp tục bồi thêm một chưởng. Goku phải bay lên tránh đòn, nhưng lại đụng đầu vào một bức tường vô hình. Thì ra là hành tinh ngục tù này đã bị khóa lại, vào rồi là không thể ra được nữa. Hai Goku nhìn nhau đắm đuối, sợ nhìn nữa sẽ yêu nhau, nên cả hai cùng lúc tung ra đòn Kamehameha. Uy lực khá lớn, nhưng hai bên đều không bị xây xát gì. Phu đứng bên dưới cười lớn và thích thú trước cuộc chiến của hai Goku. Zeno tức giận chưởng về phía gã phản diện. Hắn chỉ cần dùng một để hất văng cú chưởng. Zeno Goku giới thiệu bản thân thuộc đội tuần tra thời gian. Nhiệm vụ của họ là bắt những kẻ vượt thời gian để làm điều ác. Lúc này hai Goku mới nhận ra đối phương không phải kẻ xấu. Phu bắt đầu chém gió về hành tinh ngục tù. Nơi này được tạo ra để phục vụ cho thí nghiệm của hắn. Phu mang rất nhiều chiến binh hùng mạnh từ nhiều không thời gian khác nhau để họ chiến đấu hành tinh ngục tù. Goku Seno giả vờ bị bắt để vào đây nghiên cứu, còn Goku vẫn đang nhức nhức cái đầu không biết chuyện quái gì. Vegeta thì tức giận hỏi Phu về tin tức Trunks, nhưng gã phản diện đã biến mất. Trước khi đi, hắn tiết lộ cần tìm đủ 7 viên ngọc rồng để rời khỏi hành tinh này. Seno Goku đang giữ một cái, 6 viên còn lại nằm trong tay những tù nhân khác. Cắt cảnh sang chỗ Future Trunks, anh vừa tỉnh dậy. Khi chạy ra ngoài thì anh đụng độ với một khứa nào đó, hắn đợi Trunks giao ra ngọc rồng. Còn tên Phu, hắn ta về căn cứ và quan sát mọi việc qua camera. Phu nói chuyện với một Saiyan tà ác, trong gã này rất nguy hiểm. Tập 2 có tên Saiyan ác ma tung hoành. Tại một nơi nào đó, con quái vật giữ viên ngọc 5 sao đang bị xích lại. Hắn tỏa ra luồng ki cực mạnh, Phu rất thích thú và cho rằng tên này là Saiyan mạnh nhất. Trở lại chỗ anh Men, khi anh cùng đồng đội đang phiêu lưu ký thì có một khứa đỏ đỏ bay đến chưởng tùm lum về phía họ. Goku lập tức biến thành Super Saiyan 2 để tấn công. Ngay khi chạm vào Haki của Saiyan tà ác, Goku lập tức bị hắc hóa. Anh quay sang tấn công Vegeta. Mai đứng từ xa cũng bị văng miệng. May là Trunks đến kịp lúc. Future Trunks biến hình và đến hỗ trợ cha mình. Tên Cooler cũng xuất hiện. Phu từ căn cứ chĩa loa phát thanh xuống và giới thiệu. Tên Saiyan tà ác kia là Kamber. Hắn có luồng ki xấu xa, có thể phá hủy tâm trí của người khác. Lúc này, Trunks đang chiến đấu với Goku. Anh hét lên nói với Vegeta rằng Cooler hiện tại là bạn không phải thù. Cooler chạy đến tấn công Goku, anh ta bắt đầu gồng ki để biến hình và đó là trạng thái Golden, cũng giống như Frieza, Cooler cũng có trạng thái này. Với nó, Cooler dễ dàng đấm văng Goku, anh ta tung quả cầu năng lượng rất lớn về phía Kamber, nhưng Saiyan tà ác không suy nghĩ gì, Goku thì đã tỉnh lại. Trong khi Kamber tức giận gồng ki cực gắt, Mai ném cho Goku và bà Vegeta một bông tai do ngài Kaioshin giao cho. Với nó, cả hai có thể hợp thể và đánh bại bất kỳ kẻ địch nào. Trunks hiểu ý lập tức chạy đến cản chân Kamber để kéo dài thời gian. Cooler cũng hỗ trợ nhưng có vẻ không tác dụng. Bên dưới, hai anh men đã hợp thể và đó là Vegeto. Một trạng thái bất bại cho đến thời điểm này, Vegeto biến thành Super Saiyan Blue và bay đến cứu Trunks, người đang bị Kamber túm cổ. Chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 3, mang tên Vegeto Blue Kaioken bùng nổ.
Vegeto lao đến Camper tạo ra một vụ nổ lớn. Phù rất thích thú khi cuộc chiến ngày càng gay cấn. Sau đòn vừa rồi, có vẻ Camper đã bị thương. Vegeto lập tức lao đến tung liên hoàn đấm về phía đối thủ. Tên Saiyan tà ác vẫn rất máu chiến, hắn đấm Vegeto lui về sau. Gã này có một chiêu khá kỳ lạ. Ki của hắn có thể biến thành một hình dạng đặc biệt. Nó liên tục tấn công vào Vegeto, không thể cản được nên Vegeto bị đánh văng ra xa hàng cây số. Nóng mắt, tắt nụ cười, anh Tô bắt đầu dùng cao ken. Với nó, anh Tô có thể đánh cân kèo với Camper. Khối Saiyan tà ác này ghê thật. Hắn tích tụ một quả cầu năng lượng rất lớn. Vegeto thì chuẩn bị đòn Kamehameha. Cả hai cùng lúc ném sĩ diện. À, nhầm, ném chiêu thức vào mặt đối phương. Hai bên đẩy qua đẩy lại, không má nào chịu thua má nào. Nhưng quả cầu của Camper đang dần tiến đến Vegeto. Anh Tô hét lên, kèm theo đó là hiệu ứng tăng đêm. Dù vậy, Camper đã nhanh chóng dùng chiêu thức đặc biệt đánh Vegeto. Hắn tiếp tục biến hình về dạng khỉ nguyên thủy. Tên này dồn combo liên tục, khiến Vegeto cũng không biết đối phó thế nào. Chỉ với một dòng, Camper khiến Goku và Vegeta phải tách ra. Hắn thực sự là một con quái vật. Khỉ và rau bị thương và đang không có cơ hội đánh trả. Hiếm có nhân vật nào khiến Vegeto gặp khó khăn như vậy. Tập 4 mang tên Cuồng nộ, Super Phù xuất hiện. Lúc này Camper đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn liên tục spam chiêu thức. Khỉ và rau dùng Super Saiyan 2 tấn công, nhưng rau dễ dàng bị đánh bay. Goku thì bị đè xuống. Cả Trunks cùng Vegeta phối hợp cũng không làm gì được. Cooler từ xa bắn trưởng hỗ trợ, nhưng chỉ với một đòn, Camper khiến Golden Cooler văng ra. Lúc này tại căn cứ, Phu rất phấn khích khi được xem trận chiến mãn nhãn, nhưng không may là hệ thống đã cảnh báo hành tinh quá tải. Trở lại chỗ Goku, anh bị Camper đạp bẹp xuống nhất. Mọi người đều lo lắng sợ Goku về với đất mẹ, nhưng với tư cách là nhân vật chính, anh không dễ bị hạ. Goku biến thành Super Saiyan Blue rồi chui lên từ đống đất đá. Anh tiếp tục dùng Kaioken bay đến đấm vào mặt Camper. Anh khỉ tận dụng cơ thể nhỏ bé hơn để né chiêu của Saiyan tà ác. Anh tung đòn Kamehameha vào Camper, nhưng nó vô dụng. Lúc này, Phu xuất hiện và ngăn cản cuộc chiến. Hắn ta biến sang một trạng thái mới gọi là Super Phu. Các phản diện giơ cao thanh kiếm, hút lấy năng lượng gì đó, rồi chỉ với một đường kiếm duy nhất, hắn khiến Camper biến lại dạng người. Màu nóng vẫn còn, Camper lao đến tấn công nhưng Phu đã bay lên để né chiêu. Ông Hoàn bắn lén Cooler đứng từ xa trường trưởng các thứ nhưng nó vô dụng với Phu. Dù mất đi trạng thái khỉ khổng lồ, nhưng Camper vẫn còn trên chiến trường. Hắn ta gồng ki và tiếp tục gạ kèo chiến đấu. Goku với tính cách nóng như binh chi linh, anh không ngại biến thành Super Saiyan God để đánh tiếp. Nhìn thấy mái tóc đỏ, Camper nhận ra điều gì đó. Có vẻ như hắn từng chiến đấu với một người có Super Saiyan God. Tiếp tục với diễn biến tập 5, tập này mang tên Chiến binh mạnh nhất, Super Saiyan 4 Vegeto. Lúc này Goku dạng God và Camper đang công nghệ va với nhau. Khỉ vẫn lép về hơn và bị Saiyan tà ác đánh văng xuống đất. Gã phản diện lại dồn combo liên tục. Hắn chưởng quả cầu năng lượng rất lớn về phía Goku. Đòn này khiến dây xích của hành tinh bị đứt ra. Ở chỗ Phu, khi anh ta về căn cứ, ai đó đã đạp nát chỗ này. Phu tức giận hét lên hai chữ đờ mờ, ý mình là định mệnh. Chuyển cảnh về chỗ Goku, anh đã quay lại dạng thường và không quá khó hiểu khi Camper đang hành khỉ sắp mặt. Goku bị đánh đến không đứng dậy nổi. Camper bay lên cao và chuẩn bị cho đòn kết liễu. Chuyến này chắc liệm anh khỉ rồi. Trường đầu tiên khiến Goku ngáp ngáp. Camper định làm thêm phát nữa, nhưng nó bị Goku Senno và Vegeta Senno cản lại. Hai Senno đang ở trạng thái Super Saiyan 4. Vegeta Senno hét lên, bảo mọi người mang Goku gốc đi nơi khác, còn anh và Goku Senno sẽ lo tên Camper. Mạnh miệng là thế nhưng khi Camper tấn công, hai Senno chỉ có thể né. Không biết có nạp VIP 20.000, bát môn độn giáp hay không mà tên Saiyan tà ác này mạnh như vậy. Biết đánh tay đôi là điều bất khả thi, hai Senno nhanh trí nạp VIP, họ dùng bông tai hợp thể. Vegeto Senno Super Saiyan 4 xuất hiện, một sức mạnh áp đảo Camper, anh khiến Saiyan tà ác lùi về sau, hắn phải biến thành Super Saiyan. Kamehameha lại được thi triển, tiếp tục là màn đẩy qua đẩy lại giữa hai phe. Nhưng lần này, Vegeto Senno đã mạnh hơn, trưởng của anh ấy đẩy Camper văng đi. Gu lại xuất hiện, hắn tức giận vì hai Senno phá hủy phòng thí nghiệm của hắn. Gã phản diện lại biến hình và tấn công hai Senno, đó là một chiêu thức rất mạnh. Nhưng Senno vẫn còn sung sức, họ lao lên chiến tiếp với Phu. Goku lúc này đang có dấu hiệu tỉnh lại. Tập 6 có tựa đề, bản năng cực hạn xuất chiêu. Hai Senno đang chiến đấu nảy lửa với Phu, dù kết hợp rất nhịp nhàng, nhưng khả năng múa kiếm của Phu còn đỉnh hơn mấy thanh niên cầm Flo tinh hệ. Anh điệu nghệ né tránh và tấn công hai Senno. Lúc này một luồng ki mạnh mẽ xuất hiện, khứa Camper đã quay trở lại và máu dại hơn xưa. Hắn ta nổi điên, chưởng tất cả những ai mà hắn nhìn thấy. Phu thấy kèo hơi căng, mục đích của hắn cũng đã thành công. Phu dùng kiếm tạo ra cánh cổng không gian rồi bay vào trong. Cooler cũng đuổi theo. Nhưng người còn lại phải đối đầu với con quái vật Camper. Hắn chưởng quả cầu vô cùng lớn về nhóm anh men. Tất cả cố hết sức để chống đỡ. Vegeta liên tục gọi tên Goku. Nghe tiếng gọi của người anh em có phước cùng hưởng, có họa tự lo. Goku bật dậy với trạng thái hack game. Vâng, bản năng ngu cực. À, nhầm, bản năng vô cực. Cả hai Senno và Trunks đều không biết điều gì đang xảy ra. Vegeta giải thích cho họ, đó là bản năng vô cực, một trạng thái khiến Goku đạt cấp độ của thần. Goku Ultra Instinct chiến đấu với Camper và khiến gã Saiyan tà ác bất lực trong việc chống trả.
Những thành viên còn lại nhanh chân dịch chuyển khỏi nơi này, trong khi Goku còng lưng gánh team. Anh dễ dàng né mọi chiêu thức của đối thủ như cách mấy thanh niên cầm tool hack auto kéo đầu, dù chỉ cầm cây G18. Để dứt điểm đối thủ, Goku dùng đòn Kamehameha chứ danh. Với nó, anh khỉ đã khiến Cumber gục ngã. Trên bầu trời lúc này có một nhóm người xuất hiện, một trong số đó là Zamasu. Họ đem Cumber đi mất, còn anh tinh ngục tù đang dần bị phá hủy. Nó sắp nổ và Goku hét lên điều gì đó. Video cũng kết thúc ở đây. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hẹn anh em ở video tới. Ok, trên đây là video tóm tắt Super Dragon Ball Hero. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Chúc anh em một ngày tốt lành. Bye bye!